phần mềm Paint đó là một phần mềm vô cùng nổi tiếng rồi. Cái thời mà hồi xưa mình còn bé, cái phần mềm Paint đấy là cái phần mềm mà giúp cho mình giải trí thay cho những cái tựa game mà ở phòng tin học hồi bé mình là không bao giờ có một game nào hết. Nhưng đến bây giờ, thời điểm hiện tại, mình đã có phần mềm vẽ nhưng là trò chơi đúng nghĩa. Mỗi tội nó lại là của hệ điều hành DOS chứ không phải là hệ điều hành Windows đấy. Và phần mềm vẽ này tên gọi là Miss Paint chứ không phải là Paint đó. Không hiểu sao tự dưng phiên bản này thì nó lại có giới tính các bạn ạ. Nó lại là cô gái tranh vẽ, không hiểu lắm. Và bây giờ mình sẽ phải mở một thư mục, chính là thư mục những bức vẽ của mình. Ở trong khu vực này mình sẽ có là từ để mình tắt nhạc đi cái đó, tắt nhạc đi để cho em edit có việc làm nữa chứ. Đầu tiên mình sẽ vào trong thư mục thế giới 1. Rồi, tại đây chúng ta sẽ có những bức tranh, những bức ảnh cấp độ đầu tiên. Đâu xem nào. Vâng, và nó mở ra giao diện của phần mềm Paint thật các bạn ạ. Nhưng thực ra mình lại điều khiển nhân vật. Đó. Điều khiển một cái con đấy. Con này là con Miss Paint này đó. Nhiệm vụ của mình sẽ phải chạm vào cái ô màu xanh này để thắng. Ok. Wow. Có vẻ như là tất cả mọi thứ trong cái màn hình Paint của màn hình vẽ này của mình đều có thể tương tác được. Cả mũi tên này luôn. Rồi, hiện ra cái dòng này y chang như là mấy trong mấy cái Microsoft Word hồi xưa. Cái này gọi là gì ạ? Cái Word Art. Ờ, đúng rồi. Rồi, xong bài đầu tiên. Đến bước thứ hai. Bấm chữ E là tạo ra chế độ ô vuông. Bấm Enter nếu gần một công cụ. À, đây đúng không? Bấm chuột để tạo khu vực. À, cái này là cái công cụ vẽ hình chữ nhật. Và bây giờ mình phải chạm vào cái cây này. À, đơn giản thôi. Này đúng không? Ồ, là mình vẽ ra được. Sau đó là mình sẽ nhảy lên cái nút. Ủa? Ok các bạn ạ, có vẻ như là cái... Từ từ, để mình vẽ một cây chia nữa. Ủa? Không vẽ được ta? Chỉ vẽ một lần thôi à? Ồ, thì vẽ lại nào. Vẽ thêm một xíu đi. Đây. Ok. Và... Hợp lý chưa? Mình phải dùng kỹ năng vẽ để có thể tới được cái đích. Rồi, bây giờ nút tiếp theo, chúng ta sẽ có nút copy. Copy à? Copy này là làm sao đây? Copy này là mình sẽ copy cái xanh này được không? Không được. Hình như mình phải copy cái ô này. Mình copy chữ copy này ra. À, và để chạm vào ô xanh. Ok, được đấy. Rồi. Wow, nếu mà bạn nào mà có khả năng vẽ được cái này trong phần mềm Paint thì các bạn là siêu giỏi luôn nha. Bây giờ mình phải vẽ được, bây giờ mình phải đi được vào cái bánh mì của cái ông này. Ok. Ôi, lên hơi cực nha. Cái này gì đây? Đây là công cụ gì? Công cụ di chuyển. Mình di chuyển được cái gì? Mình sẽ di chuyển được. Di chuyển được cái tay ông này à, chứ không di chuyển được cái bánh mì. Vậy thì ok, mình sẽ di chuyển. Ủa? Nó giới hạn à? Nó giới hạn. Cái này mình không thể nào mà mình có thể... Ok. Mình sẽ chỉ được vẽ nó sử dụng công cụ này với một cái mức nhất định thôi. Đây, bỏ ra ngoài. Đó, và mình sẽ đi qua. Let's go! Ok. Tiếp theo nào. Màu xanh không thể sửa được hoặc thay thế. À, ok. Công cụ gì đây? Công cụ copy. Không thể copy được ô màu xanh. Đó. Vậy thì mình sẽ phải copy. Đây. Mình copy ô chữ này. Xuống đây. Đó. Chữ thì copy được nha. Ok. Rồi. Tiếp đến. Chúng ta có công cụ. Là công cụ xoay. Công cụ xoay. À. Như này đúng không? Ủa. Sao nữa? Ở đây giữ. Là mình sẽ xoay ra được. Ok. Rồi mình nhảy lên. Và chạm tới lâu đài. Đúng là những cái bức hình trong này đúng là như kiểu là đúng là những cái bức hình mà mình có thể vẽ được ở trong một cái phần mềm vẽ các bạn ạ. Công cụ tiếp theo, công cụ điều chỉnh cái kích cỡ. À, mình sẽ phóng to ra đúng không? Phóng to ra cỡ tối đa và nhảy qua. Ok, màu xanh nước biển này giống như màu xanh nhưng mà mình có thể đi qua nó. Rồi, copy. Mình phải copy cái ô đen đen này đi. Copy vào đây. Hóa ra là như vậy à. Ai chà. Là giờ mình sẽ phải copy làm sao mà để nhảy qua đây được. Màu xanh nó sẽ bị mất. Như này thì ok đi. Như này đi. Rồi. Là mình sẽ nhảy lên được. Từ đây mình nhảy lên đây được. Thiếu một xíu nữa. Đây tầm này đi. Tầm này đi. Tầm này trời ta trước đường này.
Ok. Cái này thì lại bị nhiều màu xanh quá. Tức ghê á. Phải vừa đủ thôi. Chắc khoảng này là vừa này. Vẫn chưa vừa. Đây đây sao? Đấy là. Ui! Không tới được. À ok, tới được rồi. Ok, như vậy là chuẩn nha. Và đó là xong thế giới 1. Chúng ta tới với thế giới số 2, topshelf.png. À, bây giờ phải làm sao mình lên trên này đây? À, cái là vẽ chữ nhật. Vẽ chữ nhật à? Là mình sẽ vẽ một cái chữ nhật nó phải to to như này. Rồi, còn đây là chế độ copy. Mình sẽ copy cái chữ nhật này để lên trên để mình nhảy lên. Rồi, ok, hiểu rồi. Có lẽ là sẽ tầm như này đi. Nó tầm vừa đủ thôi, như này. Rồi. Đó là mình sẽ ra đây, mình copy cái chữ nhật này. Mình để nó lên trên một xíu. Đó, tầm này. Ok. Cứ để là mình không nhảy lên tới được. Từ từ. Mình nhảy lên được tới tầm bao nhiêu? À, mình chỉ lên được tới tầm 3 ô thôi. Vậy thì mình phải vẽ lại sao cho là được tầm 2 ô thế này. Đây đây, tầm này này. Nó chỉ tầm 2 ô thôi. Đó. Đó là mình copy. Copy cái hình này. Nó sẽ cũng chỉ tầm là 2 ô thôi. Tức là như này đúng không? Đó. Rồi. Là mình sẽ lên được. Đó. Let's go. Rồi. Tiếp tục. Bài tiếp theo. Ồ. Bóng rổ à. Cái này là cái phóng to. Phóng to lên làm sao để mình có thể lấy được cái này à? Từ từ. Nhảy lên trên xem nào. Rồi. Đây. À là di chuyển. Mình sẽ di chuyển cái này. Lên đây à? À đúng rồi, trong lúc mình nhảy lên là mình phải di chuyển nó. Đó, là mình phải di chuyển cái này lên đây. Ủa không phải. Không phải không ta? Cái này mình di chuyển cái bên này nhỉ? Ừ đúng rồi, cho nó ra bên này. Ừ, đúng rồi, mình mới nhảy lên đây được chứ. Yeah, chuẩn. Tiếp theo, chúng ta có một tờ tiền được treo trên kia. Và nhiệm vụ của mình sẽ phải là copy. Copy à? Là copy ô này. Copy ô này lên đó. Sao với tới được? Sao với tới được? Ủa? Khó nha. Sao để mà bây giờ mình lên cao tới đấy được? Đúng rồi, không lên tới được. Sao được nhở? Ê? Hay là mình thử cái này nó có chém cái này không? Không, nó không chém cho cái tiền này rơi xuống được. Mình phải có một cái bậc nữa để mình leo lên, mình nhảy qua. À, đây. Nếu mình copy cái này, mình có thể từ đây mình nhảy lên trên nó. Đúng rồi. Khoảng này đi. Đó, rồi mình. Ok. Vậy là mình sẽ không copy hết, mình sẽ copy cái khúc này thôi này. Từ đây này, đó là mình để lên đây. Đó, mình sẽ nhảy lên đây, nhảy lên trên này. Vẫn hơi cao quá. Nó sẽ là ở 2 ô thôi, là tầm này đi. Rồi, lên đây. Nhảy lên này và nhảy lên. Tuyệt vời, quá chuẩn bài. Đấy, chạm cỏ. Vâng, điều này là điều mà mình không bao giờ muốn làm cả. Chạm cỏ. Ồ, nãy là copy nó ở đây. Bây giờ nó lại copy lại xuống dưới này. Copy ra đây. Rồi, kẹt luôn. À, vậy thì... là làm lại như là cái vừa nãy thôi. Đây. Ồ, nhưng nếu thế thì mình sẽ bị mắc kẹt. Nếu đúng như là cái cách chơi vừa nãy thì mình sẽ mắc kẹt bên này, mình không thể nào qua được. Cái này nó lại chơi khó mình rồi nha. Vậy thì bây giờ phải làm sao để mình mà khi mình có cái đường này. Là mình phải đi lại về được. Đó mình nhảy lại lên. Đúng rồi. Yeah. Vậy thì nó sẽ là ở tầm này à? Rồi. Là mình nhảy lên được. Yes, đó là như vậy, chuẩn. Ở cái bài trước á, là mình phải để nó dưới. Bàn này là mình phải để nó lên trên. Đấy, viên đạn cấp độ 7. Wow, làm như mì cay.
Ok, bắn một viên đạn vào chỗ này và mình đang không thể nào mình đi vào ô này được. Mà mình phải chặn vào khẩu súng. Rồi, vậy là mình sẽ phải sử dụng cái chức năng quay. Quay cái này. Quay nó ra để nó lộ cái chức năng này à? Còn rồi sao nữa? Công cụ di chuyển. Di chuyển cái này ra đây một xíu. Ok. Là mình nhảy lên đây. Nhảy lên đây. Nhảy lên đây và nhảy vào khẩu súng. Yes sir. Và đó là thế giới thứ hai. Chúng ta qua thế giới thứ ba. Chỉ có 3 bức tranh thôi. Nào xem nào. Nhiệm vụ tiếp theo là mình phải chạm tới cái thằng này để cứu nó. Có một cái ô xoay, một ô phóng to. Chắc là mình phải phóng to trước đúng không? Phóng to nó ra. Rồi. Sau đó xoay nó lại. Mình chỉ xoay được một khúc này thôi à? Ok ok. Vậy là mình sẽ phải xoay cái đoạn ở đâu đây? À, thú vị đấy. Vậy làm sao bây giờ để mình có thể tạo được đường để mình như này, để mình có thể nhảy qua lên được trên này. Ok ok ok, khá là thú vị đây. Từ từ. Omoshiro omoshiro. Tầm này đi. Xong rồi chọn xoay cái nào? Chọn xoay cái ô nào? Xoay không được hết các bạn ạ. Nó xoay không được. À. À, từ từ nhá. Mình nghĩ rằng á, mình chỉ cần mình làm lại cái trò giống như ở cái bàn mà mình phải copy một phần của khối vuông á để mình phóng to lên để mình có thể nhảy được thành hai bậc á. Là mình sẽ nhảy lên đây. Rồi nhảy lên đây. Mình phải có thêm bậc nữa nhảy lên đây. Rồi nhảy qua đây. Tức là mình chỉ cần phóng to cái đoạn này thôi này. Đó, mình phóng ra như này này. Đó. Ủa, nếu mà như thế thì nó lại bị che mất rồi. Mình đã không đủ sức để nhảy lên. Mình sẽ phải phóng to cái này à. Rồi xoay cái này. Về như này. Trời ơi, quá chuẩn bài luôn. Rồi, tiếp đến bức tranh tiếp theo. Ồ, chúng ta đã có một khu công trường. Wow, có một cái đầu lâu ở dưới này. Và nhiệm vụ của mình phải đào được cái đầu lâu này lên. Có công cụ là xoay và phóng to. Nếu mà như vậy thì từ từ. Phóng to à? Phóng to cái ô vuông này xem nào. Vậy thì mình xoay trước đi. Xoay trước. Xoay nó ra được. Nó hở một xíu này. Đúng không? Rồi sao phóng to được nữa? Rồi sao phóng to ra? Đây, phóng nó to qua bên này. Không nhảy lên được. Ở dưới này đi. Phóng to nó qua bên này. Không được luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ xoay cái này. Không phải. Xoay cả cái này. Xoay nó ra. Đây đâu chỗ hở nhỉ? Đây đi. Đẩy nó ra một tí. Có vẻ hợp lý này. Khoảng này à? Không phải. Từ từ. Bên này đi. Không phải. 2 very boring minutes later. Yes! Đây rồi. Chuẩn rồi. Rồi. Và mình sẽ xoay cái cục này. Ủa không phải à? Vừa không? Không vừa. Nó vẫn bị kẹt. Tức là bản thân là ở cái ô này của mình là đã bị sai rồi. Là mình chưa đủ to. Ok, to hơn một xíu rồi nè. Và mình sẽ xoay cả cục này để nó hở. Không. Ừ sao nào? Oh.
xuống đây sâu nữa đi nữa. Let's go. Nào nào, vừa khít. Nó vẫn không khít. Nó vẫn thiếu một xíu nữa. Mẹ cay thế nhở. Nào 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 nào. Là phải ở trong này. Xoay nó ra. Ủa? Cái gì vậy ta? Đây. Yes sir. Chuẩn rồi. Yes. À, khó thế. Một cái bài mà đúng khó luôn. Rồi. Bài cuối của thế giới thứ ba nào. Chúng ta có không được ăn bánh, nhưng mà phải lấy cái bánh trên kia. Có cái nút là vẽ chữ nhật và có di chuyển. Chỉ có một hình mà mình phải di chuyển cái hình đó. Ok, vậy thì mình hiểu rồi. Nó sẽ là như này. Này, đó. Ủa rồi sao nữa được ta? À, là mình cắt đôi nó ra. Đó, và mình đi nó lên. Thì nó sẽ là rơi vào tầm này à? Có với tới không được nhỉ? Không với tới được. Mình phải tạo một cái chữ nhật làm sao để mình cắt được một cái ô á. Mình sẽ như kiểu mình sẽ một cái bậc thang vậy. Mình sẽ cắt một ô để tạo cái bậc thang đầu tiên. Mình đẩy cái ô đấy lên trên cùng để tạo bậc thang thứ ba. Ok rồi, rồi đây để mình vẽ cho các bạn hiểu liền à. Nó sẽ rơi vào tầm như thế này này, từ từ. Như này này. Rồi. Sau đó là mình sẽ cắt một cái ô ở đây. Đó, mình chồng nó lên trên. Đấy. Nó là như này nè. Ok. Các bạn hiểu đúng không? Đó, nó là như thế đó. Đây, lên đây. Mình không thể tới được như này, từ từ. Cái chữ nhật này, có khi là nó sai từ chữ nhật này rồi. Vẽ lại một xíu, nó xuống dưới này đi. Rồi. Cắt hai ô ở đây, để lên trên này. Đó. Là mình nhảy được liền ngay. Let's go. Chiến thắng. Cái bàn này chính là còn dễ hơn cái bàn trước đấy luôn á. Rồi, thế giới thứ tư. Ta chỉ có một cái mật khẩu thôi sao? Không có bức tranh nào hết. Bananas. Và cuối. Ủa là sao? À, mình biết mật khẩu này làm gì rồi. Mật khẩu này, mật khẩu này là được sử dụng lúc mà mình mới mở cái game này lên. Đây, 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 để mình mở cho các bạn xem. Đây, lúc đầu mới mở game lên, nó bảo mình là chọn là vào cái hệ điều hành DOS này là bằng admin hay là bằng người dùng bình thường. Thì mình phải vào, thì nãy là mình phải vào bằng số 2 là người dùng bình thường. Vì số 1, mình phải gõ password, mật khẩu. Bây giờ mình đã biết mật khẩu là bananas. Yes! Và mình đã được. Ủa, được you win vậy thôi sao? Trưởng ạ, hóa ra admin là thế này đây. Chỉ là một đống những cái you win. Có khác gì kiểu virus không? Virus hiện ra một đống những cái ô cửa sổ như này. Bạn có bấm ok tới mức nào nó cũng không tắt đi. Cái này là virus tôi chứ admin cái quần què. Vâng, công nhận các bạn ạ. Độ sáng tạo của con người ghê thật chứ. Một cái trò chơi từ một cái phần mềm vẽ tranh mà có thể tạo ra thành một cái trò chơi giải đố như thế này thì công nhận là mình hơi đau não rồi đấy. Và không biết các bạn trong lúc xem video này có đau não giống như mình hay không? Hãy bình luận cho mình biết bên dưới nhá. Con số nổ não chủ nhật ngày hôm nay của mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Khi nào có tập tiếp theo mình sẽ để lên đây luôn để các bạn bấm vào xem cho dễ nhá. Còn trong lúc chờ đợi thì đây sẽ là một video, một tựa game khác nhẹ nhàng hơn, giải trí hơn để cho các bạn đỡ căng não ha. Mình sẽ gặp lại các bạn ở một trong hai cái video này nhá.